Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lời gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của người, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, vào ngày 19 tháng 6 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên phong 117 các thánh tử đạo Việt Nam lên hàng hiện thánh. Và đến bây giờ đúng 30 năm, khi các ngài được tuyên phong là niềm vui cách riêng cho toàn thế giới, và Việt Nam chúng ta hạnh diện khi có rất nhiều các thánh tử đạo. Hơn 100.000 người đã chết vào thời đó, nhưng con số tượng trưng 117 các thánh tử đạo Việt Nam. Giáo hội Việt Nam vui mừng trong ngày tuyên phong và nhiều nơi tạ ơn Chúa và ca khen Thiên Chúa. Con cùng nhớ một biến cố ảnh hưởng của các thánh tử đạo Việt Nam trên giáo hội Việt Nam mà con liên quan đến nhà dòng Chúa Cứu Thế. Các cha đi truyền giáo vùng Tây Nguyên, Gia Rai, năm 1969, các cha nói về đạo, các cha nói về Chúa cho những anh em dân tộc họ không tin. Nói mấy không tin, thế là các cha học tiếng Gia Rai, đi làm việc với người Gia Rai, sống như họ. Biến cố khi các thánh tử đạo Việt Nam được phong thánh 19 tháng 6 1988, hết buôn làng này đến buôn làng kia theo đạo, hết buôn làng này đến buôn làng kia trở về với hội thánh. Con số bây giờ là 80.000. Dẫu con biết được các cha trong nhà dòng Chúa Cứu Thế đã ở đó để trải nghiệm cái đời sống truyền giáo của mình và đã chứng kiến ơn của các thánh tử đạo Việt Nam trên xã hội Việt Nam. Thưa anh chị em, tử đạo tức là chết, chết vì lòng tin, chết vì tình yêu mến, chết vì đạo và chết vì Chúa. Các ngài đã bước theo Chúa Giêsu, các ngài đã tín thác lòng tin của mình vào Chúa Giêsu, các ngài đã chết một cách hiên ngang anh hùng. Nhưng mà cái chết của các ngài không phải là một cái chết lãng quên. Cái chết của các ngài cũng không phải là cái chết của sự thù hận. Chúng ta đọc hành thánh của các ngài, chúng ta thấy
các ngài hiên ngang mà anh dũng, các ngài hào khí nhưng luôn luôn mỉm cười, luôn 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 ca tụng Thiên Chúa và luôn luôn cầu nguyện cho những người đã hãm hại mình. Như noi gương thánh Stefano, vị thánh tự đạo đầu tiên, khi mà ngài bị ném đá chết, ngài cầu nguyện như Chúa Giêsu. Và các thánh tự đạo Việt Nam cũng cảm nhận được dòng máu đức tin, niềm tin vững vàng, kiêu hùng vào chính Chúa Giêsu, cũng là vì tự đạo. Chính Chúa Giêsu cũng đã chết vì lòng tin. Chính Chúa Giêsu cũng đã chết vì yêu mến. Chính Chúa Giêsu cũng đã chết để rồi tưới niềm tin, gieo niềm tin đến xã hội Việt Nam chúng ta nhờ các cha truyền giáo. Thưa anh chị em, xã hội Việt Nam chúng ta hạnh diện, chúng ta là con cháu của các ngài, chúng ta hạnh diện và dòng máu từ nào, dòng máu của cha ông đang ở trong huyết quản chúng ta, trong con người chúng ta. Chúng ta có dòng máu yêu thương, chúng ta có dòng máu của niềm tin, chúng ta hạnh diện về điều này chứ không phải hạnh diện về điều gì khác. Ta không hạnh diện về một đất nước phá thai, đứng một trong những nước đứng đầu thế giới. Ta cũng không hạnh diện một đất nước đứng vào cái top ô nhiễm gần thế giới, top 5. Ta cũng không hạnh diện với những cái chuyện tham nhũng tràn lan. Ta hạnh diện những người công giáo chúng ta, ta hạnh diện mình là con cái của các thánh tự đạo. Dòng máu của ta có dòng máu của các ngài, mà dòng máu này là dòng máu của lòng tin, của sự yêu mến, của niềm tin vững vàng vào Đức Giêsu Kitô và một Thiên Chúa mà các ngài đã bước theo. Vậy thì chính mỗi người chúng ta là những con cái của các ngài, ta đang bước theo trong lòng yêu mến, trong lòng tin, dòng máu của các ngài đang thôi thúc chúng ta sống niềm tin và vực vàng trong lòng tin. Tôi không phải mời anh chị em đi ra chịu chết đâu. Tôi cũng không mời anh chị em đi tự đào đâu. Nếu có dịp, ta cũng tự đào chứ. Ta cũng hiên ngang tự đào vì Chúa chứ. Nhưng thưa anh chị em, ta hạnh diện đấy, nhưng mà khi nhìn lại đời sống đức tin của mình, ta cũng đang lo. Hạnh diện thì hạnh diện đó rồi, nhưng hiện tại bây giờ chúng ta đang lo. Đang lo là không ai cấm ta mà ta đã bỏ đạo. Thưa cha, con không đi lễ, sao vậy con? Con đi du lịch. Thưa cha, con không đi lễ, con đi dự đám cưới. Thưa cha, con không đi lễ, con đi dự sinh nhật. Thưa cha, con không đi lễ, sao về con? Cả con đi họp. Các thánh tự đạo Việt Nam của chúng ta chấp nhận chết, không bước qua thập giá, thà đầu rơi máu chảy, thà không còn màng sống để tiên sinh về dự lòng tin của mình. Còn chúng ta, ta đang bỏ đạo, ta đang bỏ Chúa mà ta không biết. Thưa anh chị em, con đang đi du lịch, con đang đi làm, con đi đám cưới, con thôi nôi với một rất nhiều lý do, ai cấm ta? Ta nói là yêu mến Chúa trên hết mọi sự, trong lúc đấy tiệc cưới, thôi nôi, sinh nhật, du lịch, vẫn bỏ Chúa rất nhiều. Thưa anh chị em, thưa những người nghĩ như thế, đấy là chúng ta đang bỏ Chúa mà ta không biết. Ta vẫn cứ nghĩ rằng mình là người con đạo, ai cấm ta bỏ? Ta tự cho mình có cái quyền để bỏ.
Máu của các thánh anh hùng từ đạo Việt Nam, máu của các ngài đang ở trong huyết quản của mỗi người chúng ta, và chúng ta là con cái của các ngài. Chúng ta sống lòng tin, lòng tin thác tình yêu vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa đã yêu đến cùng và đã chết, và các ngài sống lòng tin, sự hiên ngang vào Chúa Giêsu, tin thác vào Chúa Giêsu. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện với Cha, lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Các ngài cũng chấp nhận chết trong niềm tin, trong yêu thương, trong nụ cười, chứ không phải oán hận, thù hận. Cái chết của các thánh tử đạo và các chết trong lòng tin, trong sự yêu mến. Hôm nay chúng ta mừng lễ và kỷ niệm 30 năm gọi là năm thánh. Chúng ta nhìn lại mình, chúng ta nhìn bản thân mình. Ta hạnh diện với giáo hội Việt Nam và giáo hội thế giới cũng hạnh diện với Việt Nam. Có nhiều chứng nhân anh hùng, nhưng chúng ta là con cháu của các ngài. Ta nuôi dưỡng điều đó bằng cách gì? Chúng ta là con cái của các thánh anh hùng từ đạo Việt Nam. Các thánh từ đạo Việt Nam và dòng máu của các ngài đang ở trong chúng ta. Chúng ta làm gì trong lòng tin yêu của mình? Chúng ta sẽ sống thế nào với lòng yêu mến của mình? Hạnh diện cũng mời gọi chúng ta bước theo. Có những lúc chúng ta quên với cuộc sống, có những lúc trong cuộc đời của mình chúng ta vội vã, khó khăn, chúng ta quên Chúa. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta nhắc nhớ nhau, và qua các thánh tử đạo Việt Nam mời gọi chúng ta sống lòng yêu mến, sống lòng tin tưởng và sống niềm tin vào Chúa Giêsu. Và các thánh anh hùng, các thánh tử đạo Việt Nam cũng sẽ luôn chuyện cầu cho mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta là con cái của các ngài. Lòng tin của chúng ta có những lúc yếu đuối, có những lúc sa ngã. Xin Chúa qua lời chuyện cầu của các thánh tử đạo Việt Nam cho chúng ta được vững vàng. Xin cộng đoàn chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau và đứng lên để tuyên xưng lòng tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.